Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thầy thuốc của bạn phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng kiểm tra, giám sát các hoạt động hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển cho trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã Minh Tâm, Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, Lương Thông, Cần Yên, huyện Hà Quảng, Yên Thổ, Thái Học, huyện Bảo Lâm, Hồng Trị, Thượng Hà, huyện Bảo Lạc. Trong các ngày từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2021, tại các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động trong tuần lễ dinh dưỡng và phát triển cho trẻ em dưới 5 tuổi, nhằm đẩy lùi tình trạng trẻ thấp còi, nhẹ cân, từng bước nâng cao tầm vóc thể lực cho trẻ. Để đạt được kế hoạch đề ra, trong chiến dịch hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các trung tâm y tế huyện, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động cân, đo chiều cao, kiểm tra sức khỏe cho trẻ, truyền thông, kết hợp thực hành dinh dưỡng và truyền thông giáo dục sức khỏe cho tất cả các bà mẹ có con nhỏ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai đến trạm y tế để được tư vấn về dinh dưỡng và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, chế biến thức ăn cho trẻ trong thời kỳ ăn dặm để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong độ tuổi. Theo số liệu điều tra, năm 2019 toàn tỉnh có 46.781 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 17,3%, số trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 30,4%, trên 95% trẻ dưới 2 tuổi được theo dõi cân nặng 3 tháng một lần, trên 99% trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng được theo dõi cân nặng hàng tháng. Tại điểm giám sát, kiểm tra trạm y tế xã Minh Tâm, Nguyên Bình và trạm y tế xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, ngay từ sáng sớm, rất đông các bà mẹ có con nhỏ dưới 5 tuổi đã đưa trẻ đến trạm y tế xã để các cháu được đo chiều cao, cân nặng và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho trẻ trong những năm đầu đời. Để hoạt động của tuần lễ dinh dưỡng và phát triển cho trẻ đạt kết quả tốt nhất, các trạm y tế xã đã có kế hoạch triển khai cụ thể, chuẩn bị đầy đủ danh sách cân đo khám sức khỏe trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi. Bố trí các điểm cân đo chiều cao, khám kiểm tra sức khỏe cho trẻ đúng quy trình, gồm nơi đón tiếp, bàn khám sức khỏe, bàn tư vấn. Trong chiến dịch này, trạm y tế xã Minh Tâm và Vũ Minh Nguyên Bình có 673 trẻ dưới 5 tuổi. Trạm xã Lương Thông, Cần Yên, Hà Quảng có 623 trẻ dưới 5 tuổi. Tại thời điểm giám sát, kiểm tra 100% trẻ trong độ tuổi đều được cân đo chiều cao để theo dõi biểu đồ tăng trưởng và phát triển của trẻ. Để đảm bảo 100% số trẻ em trong độ tuổi được cân đo kiểm tra sức khỏe cho trẻ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm nay, các trạm y tế tổ chức một cách khoa học theo từng cụm dân cư để tránh tình trạng bỏ sót trẻ không được cân đo kiểm tra sức khỏe. Hôm nay trạm tổ chức triển khai thực hiện tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2021. Trạm cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông, tư vấn và cân đo khám sức khỏe toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi. Về công tác chuẩn bị thì trạm thông báo tới tất cả các bà mẹ trẻ có con dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai đến trạm nghe truyền thông, tư vấn và thực hành dinh dưỡng về quy trình nấu cháo và nấu bột, chế độ bổ sung cho trẻ đầy đủ 4 nhóm thực phẩm thức ăn. Trong thời gian tới thì trạm cũng tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể để mà tư vấn cho các bà mẹ chăm sóc trẻ và nấu cháo cho trẻ để tận dụng những cái nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương mình để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trên địa bàn xã. Đồng thời, các bà mẹ được hướng dẫn cách chế biến các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ. Tại đây, hoạt động truyền thông chủ yếu được thực hiện bằng các hình thức truyền thông trực tiếp, các phương tiện để phát thanh thông điệp có nhưng hiện đã hỏng, không sử dụng được. Tôi hiện có hai con nhỏ đang được 16 tháng, được nhân viên y tế thôn bản thông báo để hôm nay đến đây nghe các nhân viên ở trạm y tế xã tư vấn về thực hành dinh dưỡng cho con nhỏ. Qua cái buổi thực hành hôm nay thì tôi sẽ về áp dụng và chế biến các thực phẩm dinh dưỡng
phù hợp với con mình hơn. Qua kiểm tra giám sát trực tiếp tại các địa phương cho thấy, sự vào cuộc của chính quyền địa phương khá đồng bộ, sự phối hợp của các ban ngành liên quan chặt chẽ nên đạt được kết quả cao. Từ việc kiện toàn ban chỉ đạo đến phân công cán bộ kiểm tra giám sát tại các xã, công tác lập danh sách trẻ trong độ tuổi được thực hiện đầy đủ, các điểm cân, đo, khám sức khỏe được chia nhỏ tại các thôn xóm, trạm y tế, bảo đảm số trẻ được cân, đo, kiểm tra sức khỏe đạt tỷ lệ cao nhất. Công tác truyền thông được thực hiện bằng nhiều hình thức trên đài truyền thanh huyện, xã, treo băng rôn, khẩu hiệu và gửi giấy mời đến các gia đình có trẻ trong độ tuổi được đến trạm y tế khám cân đo chiều cao. Qua các cái đợt giám sát thì cho thấy là sự vào cuộc của chính quyền địa phương khá đồng bộ, sự phối hợp của các ban ngành liên quan chặt chẽ, thế nên là đạt được cái kết quả cao. Trong thời gian tới thì cần có sự phối hợp các đơn vị, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn để đẩy mạnh các nội dung truyền thông, phổ biến kiến thức và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý trên cơ sở bảo vệ môi trường để tạo nguồn thực phẩm tại chỗ sạch, an toàn cho bữa ăn gia đình, sử dụng đa dạng các loại thực phẩm và phối hợp nhiều loại thực phẩm, tăng cường các loại rau, củ, trái cây và các loại thực phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng và thực hiện là nuôi dưỡng trẻ hợp lý trong 1.000 ngày đầu đời để giúp trẻ phát triển tối ưu cả về thể chất, tầm vóc, trí tuệ khi trưởng thành và thực hiện dinh dưỡng lành mạnh, tăng cường vận động thể lực để phòng chống thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm, kêu gọi toàn dân thực hiện dinh dưỡng hợp lý, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, góp phần phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tại các cơ sở y tế đã làm tốt công tác, đã truyền thông, tư vấn cho các bà mẹ có con nhỏ dưới 5 tuổi về lợi ích của bổ sung vitamin A, lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn cách sử dụng và chế biến hợp lý các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng có sẵn tại địa phương, có lợi cho sự phát triển về thể lực và trí lực của trẻ nhỏ. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh. Để chương trình suy dinh dưỡng đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, công tác phòng chống suy dinh dưỡng tăng cường công tác truyền thông để các bà mẹ đưa trẻ trong độ tuổi đi cân đo, kiểm tra sức khỏe đúng lịch, đảm bảo thời gian quy định. Đẩy mạnh công tác giám sát, theo dõi giám sát trẻ tại các xã phường, tiếp tục mở các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tại cơ sở. Chuyên mục Thầy thuốc của bạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.